Há hốc với thực đơn ăn không hết trong lễ đính hôn của Khắc Việt và vợ DJ. Cặp đôi này đã chuẩn bị một thực đơn, đãi tiệc hết sức chu đáo cho những quan khách đến chia vui cùng họ. Vừa qua 11 tháng 3, lễ ăn hỏi của nam ca sĩ Khắc Việt và bạn gái DJ Thanh Thảo đã được diễn ra tại Hà Nội. Theo đó, hình ảnh xung quanh về ngày vui này được chia sẻ trên khắp các diễn đàn, gây sự chú ý của người hâm mộ. Đặc biệt, dàn bê tráp cho Khắc Việt và Thanh Thảo toàn là những nghệ sĩ khá hot trong làng giải trí Việt. Ngoài sự trang trí kỹ lưỡng tại không gian lễ đính hôn, hai nhân vật chính còn chuẩn bị thực đơn tiếp đãi mọi người rất hoành tráng. Rất hiếm có lễ ăn hỏi nào mà lại chuẩn bị thực đơn đại tiệc với cả 14 món đến như vậy. Các quan khách được thưởng thức các món ăn như sau: gà xé mẹt, tôm chiên giòn, cá trình nướng diền mẻ, bò súp tiêu đen bánh bao, chân giò hầm thuốc bắc, cải lang xào nấm, xôi hoàng phố, nộm su hào bò khô, mầm đá luộc, ngô chiên bơ, lẩu riêu cua bắp bò, cơm tấm, tráng miệng sẽ là bưởi da xanh và dưa hấu. Có đến tận hơn 10 món ăn được chuẩn bị cho mọi người, đảm bảo ai đến lễ ăn hỏi của Khắc Việt cũng được ăn uống no nê. Dàn sau việc đến chung vui cùng gia đình Khắc Việt, đám cưới của cặp đôi sẽ được diễn ra vào ngày 1 tháng 4 sắp tới. Hứa hẹn sẽ có đông đảo quan khách đến tham dự tại ngày này. Bật cười trước lời chúc Phi Thanh Vân gửi đến Hương Giang. Gieo nhân nào gặt quả đó chúc mừng em. Nghĩ ra được câu này để chúc mừng Hương Giang chỉ có thể là Phi Thanh Vân. Trước chiến thắng của Hương Giang tại Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018, mới đây, Phi Thanh Vân cũng bất ngờ gửi lời chúc mừng đến giọng ca Em Không Hối Tiếc. Tuy nhiên, nữ diễn viên Cô Gái Xấu Xí khiến cư dân mạng mệt mỏi bởi phong cách trả lời đúng kiểu hoa hậu, lối diễn giải dài dòng lê thê. Trước khi vào chủ đề chính, Phi Thanh Vân không quên gửi lời chào đến khán giả và bày tỏ tình cảm trân quý đến tân hoa hậu Chuyển giới quốc tế. Người đẹp sinh năm 1982 mở đầu câu chuyện: "Xin chào tất cả các tình yêu thân mến. Phi Thanh Vân xin gửi lời chào tới tất cả các bạn đang theo dõi chương trình này. Tôi vào nghề từ khi mình 12 tuổi và đã sống trong nghề 25 năm. Tôi biết em Hương Giang cũng khá lâu và luôn dành cho em tình cảm trân quý. Tôi cảm nhận sâu sắc Hương Giang là người có ý chí cầu tiến, hy sinh rất nhiều vì nghề, vì sự nghiệp sắc đẹp và những ước mơ của em. Đáng chú ý, Phi Thanh Vân khiến khán giả phải bật cười khi dùng thành ngữ để nói về chiến thắng của Hương Giang tại Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018. Khi biết em đăng quang Hoa hậu Chuyển giới quốc tế, thực sự tôi cảm thấy rất vui. Vui ở đây là tất cả những sự hy sinh của em hiện tại đã gặt hái được thành công. Cuộc sống các cụ ngày xưa hay có câu, gieo nhân nào gặt quả đó, em đã cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức và em bây giờ đang gặt hái một quả ngọt. Quả ngọt này do chính em là người đã gieo ngay từ đầu. Phi Thanh Vân chúc em lúc nào cũng mãi xinh đẹp, may mắn, hạnh phúc và thành công. Tôi mãi mãi yêu em, yêu tất cả mọi người. Nữ hoàng giao kéo nhắn gửi Hương Giang. Trước Phi Thanh Vân, rất nhiều sao Việt đã gửi lời chúc mừng đến Hương Giang khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018. Tuy nhiên, chỉ có nữ diễn viên Cô Dâu Đại Chiến mới khiến khán giả bật cười với lời chúc có 102 này. Chỉ có Phi Thanh Vân mới nghĩ ra được lời chúc như thế này. Nữ hoàng giao kéo viết tâm thư giải thích về câu chúc mừng gây tranh cãi. Sau vụ án Châu Việt Cường, vượng râu vén màn sự thật về giới showbiz. Khi dư luận chưa hết hoang mang vì ca sĩ Châu Việt Cường sử dụng ma túy đá và khiến một cô gái trẻ tử vong, thì nam nghệ sĩ vượng râu tiết lộ nhiều sự thật bị che giấu trong giới showbiz Việt. Mới đây trở thành khách mời trong chương trình Cà Phê Ngày Mới, nghệ sĩ vượng râu đã có những chia sẻ xoay quanh chủ đề giới nghệ sĩ sử dụng chất kích thích. Vượng râu thẳng thắn bày tỏ: "Tôi nói chuyện thật, cách đây khoảng hơn 10 năm, lúc đó tôi mới nổi, tôi đi diễn với một ngôi sao đình đám nhất Việt Nam, tôi diễn hài còn anh hát hầu như thâu đêm suốt sáng. Tôi từng mắt chứng kiến và trải nghiệm, khi tôi diễn ở Hải Phòng, người ta nhét thuốc lắc vào miệng tôi và bắt phải uống, tôi phải vào nhà vệ sinh để nôn ra. Có những điếu thuốc người ta cuộn cỏ vào rồi đưa cho, người ta yêu mến người ta tặng mà toàn dân anh chị, dân xã hội. Bao ngày tháng, bao nhiêu năm, diễn ở tỉnh lẻ không về Hà Nội, cứ diễn xong thì tụ tập ở một biệt thự nào đó để bay lắc thâu đêm. Tôi chứng kiến toàn bộ, nhưng họ rất vô tư và không ép nên tôi ra xe tôi ngủ.
Không phải một lần mà rất nhiều lần tôi chứng kiến sự việc đó. Theo quan điểm riêng, nghệ sĩ Vượng Râu đồng tình với ý kiến cho rằng múi giờ khác biệt và môi trường có thể khiến người nghệ sĩ sa ngã. Một số nghệ sĩ hát trong vũ trường thì gắn liền với dân chơi, cứ nói vui thế. Thì để đáp lại tình cảm của người hâm mộ với nghệ sĩ, thì người hâm mộ họ sẽ mời. Người ta cứ mời và một lần, hai lần vì thế, vì thói quen, và những người không đủ bản lĩnh sẽ bị cuốn vào lúc nào không biết. Cũng trong chương trình này, nghệ sĩ Vượng Râu nhấn mạnh, không dưới 10 lần, anh bị mời sử dụng những chất kích thích kinh khủng nhất. Nhưng khi mình chủ động với suy nghĩ rằng sử dụng nó sẽ không ổn, thì mình sẽ không bị cuốn vào. Còn nếu mình tò mò và còn trẻ con, sẽ rất dễ bị sa ngã, Vượng Râu nói. Nghệ sĩ Vượng Râu lấy trường hợp của Hiệp Gà làm ví dụ cho sự trả giá của nghệ sĩ khi bị sa ngã và dính vào chất kích thích. Rõ ràng Hiệp Gà phải trả giá rất lớn bằng chính con đường sự nghiệp của mình khi dính vào chất kích thích. Trong khi nghệ sĩ chúng tôi rất đắt xô thì rất ít người quan tâm tới Hiệp Gà. Đây là chuyện thật và thậm chí chúng tôi có móc xô thì người ta cũng khéo léo từ chối. Đấy là thiệt thòi rất lớn và đó là cái giá rất đắt cho hình ảnh của mình khi dính vào những sai trái. Về câu hỏi sẽ đưa ra lời khuyên gì nếu chứng kiến một nghệ sĩ sử dụng chất kích thích, nghệ sĩ Vượng Râu cho rằng mỗi người nên sờ gáy của mình trước. Chúng ta phải sờ gáy mình trước. Với một người bạn thân, chúng ta khuyên được, nhưng với một người bạn bình thường, đôi khi lời khuyên lại làm người ta khó chịu. Vì người Việt chúng ta không có thói quen thích nghe những lời nhận xét hay những lời khuyên răng có tính chất ngược chiều với bản thân mình, Vượng Râu chia sẻ. Á hậu chuyển giới chủ nhà cố tình chơi trội hơn Hương Giang và cái kết không ai ngờ. Nếu như Hoa hậu Hương Giang và Á hậu 1 đến từ Úc đều diện lại trang phục đêm chung kết, thì một mình Á hậu 2 đồng thời nước chủ nhà lại lạc quẻ với bộ trang phục mới, khiến người hâm mộ cho rằng cô cố tình chơi trội. Tối ngày 9 tháng 3, Hương Giang đã mang về chiến thắng vẻ vang cho cộng đồng LGBT nói chung và khán giả Việt Nam nói riêng khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Sau khi đoạt được phương miện, tân Hoa hậu Hương Giang chưa lập tức trở về nước. Thay vào đó, cô tiếp tục ở lại Thái Lan để tham gia các hoạt động với cương vị mới. Mới đây, Hoa hậu Hương Giang đã có buổi phỏng vấn trên đài truyền hình Thái Lan sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất. Hoa hậu Hương Giang khiến người hâm mộ vô cùng tự hào khi tự tin trả lời bằng tiếng Anh vô cùng lưu loát. Tân Hoa hậu và hai Á hậu xuất hiện rạng rỡ trong buổi phỏng vấn trên kênh truyền hình Thái Lan. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, các bạn sẽ thấy sự thất thường về trang phục. Nếu như Hoa hậu Hương Giang và Á hậu 1 đến từ Úc đều diện lại trang phục đêm chung kết, thì một mình Á hậu 2, đồng thời là nước chủ nhà Thái Lan lại lạc quẻ với bộ trang phục mới. Nhiều ý kiến cho rằng Á hậu 2 cố tình chơi trội khi diện trang phục mới. Xuyên suốt buổi trò chuyện top 3 Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, trả lời nhiều câu hỏi xung quanh cuộc thi. Dù lịch trình khá bận rộn sau khi đăng quang, nhưng Hoa hậu Hương Giang vẫn giữ được thần sắc của một Hoa hậu. Trước đó, sau đêm đăng quang, Hương Giang đã tranh thủ thời gian rảnh đến một trung tâm thương mại ở Pattaya để mua sắm ăn uống. Điều đặc biệt là dù vừa đăng quang Hoa hậu, nhưng Hương Giang lại gây chú ý khi giản dị chọn di chuyển bằng Songtel, phương tiện công cộng cho người dân và khách du lịch ở Pattaya. Ngoài ra, ngay từ khi xuất hiện, Hương Giang đã lập tức thu hút đông đảo ánh nhìn từ những người xung quanh trong trung tâm thương mại. Đáng chú ý, rất nhiều du khách quốc tế cùng người hâm mộ Thái Lan đã nhận ra Hương Giang và tiến tới xin chụp ảnh cùng. Hương Giang chụp ảnh cùng khán giả Thái Lan. Hương Giang đi ăn cùng Eric sau đêm đăng quang. Bị hỏi về tin đồn mua giải trên truyền hình Thái, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang nói gì? Trong buổi trò chuyện mới đây nhất trên đài truyền hình Thái Lan, khi MC đưa ra câu hỏi trên mạng xuất hiện tin đồn Hương Giang mua giải, tân Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 đã hỏi ngược lại, tôi không đẹp sao? Tối ngày 9 tháng 3, chung kết cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 chính thức diễn ra với sự tranh cãi của 28 người đẹp đến từ các quốc gia khác nhau. Trải qua các phần thi trang phục truyền thống, dạ hội bikini, Hương Giang đã có sự thể hiện vô cùng xuất sắc, vượt qua những ứng cử viên vô cùng nặng ký để mang về chiếc vương miện danh giá. Sau khi đăng quang, tân Hoa hậu Hương Giang khá bận rộn với lịch trình phỏng vấn, quay hình và các hoạt động vì cộng đồng đã được lên kế hoạch trước đó. Được biết, hơn 2 tuần nữa, Hương Giang mới có thể hoàn tất công việc và trở về Việt Nam. Theo lịch trình làm việc thì sáng 12 tháng 3, Hoa hậu Hương Giang đã có mặt tại Bangkok
để tham gia các hoạt động trên cương vị của Tân Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Và một trong những hoạt động đầu tiên là Tân Hoa hậu cùng hai Á hậu đã có buổi giao lưu trên một trong những kênh truyền hình lớn nhất Thái Lan. Tại buổi giao lưu này, Hoa hậu Hương Giang đã có những chia sẻ thú vị về hành trình đến với phương miện cũng như cảm xúc thời điểm khi đăng quang. Đồng thời, Hoa hậu Hương Giang cũng chia sẻ một số kế hoạch mong muốn của mình trong thời gian tới. Và một lần nữa, Hương Giang hoàn toàn ghi điểm bởi thần thái hơn người cùng khả năng giao tiếp trình độ tiếng Anh của mình. Đặc biệt nhất, khi MC đưa ra câu hỏi trên mạng xuất hiện tin đồn mua giải, Tân Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 đã hỏi ngược lại, tôi không đẹp sao? Trước phản ứng vừa nhanh nhạy thông minh và cũng vừa hài hước của Hoa hậu Hương Giang đã khiến mọi người có mặt trong trường quay vô cùng thích thú và cùng nhau bật cười. Hương Giang chứng minh bản lĩnh khi tự tin vượt qua mọi câu hỏi khó nhằn của tất cả các MC. Trong buổi trò chuyện, người đẹp cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ với lời chúc mừng của huấn luyện viên Luke Hay dành cho chiến thắng của mình. Cũng trong buổi phỏng vấn, Tân Hoa hậu và Hai Á hậu tham gia khá nhiều thử thách mà MC mang đến. Dường như sau những căng thẳng và áp lực của cuộc thi, Hoa hậu Hương Giang cũng như Á hậu dần lấy lại được sức khỏe và tự tin với vai trò đương nhiệm mới.